Cao su là một trong những cây trồng chủ lực trên địa bàn huyện Sa Thầy. Để đảm bảo sản lượng theo kế hoạch đề ra, huyện Sa Thầy triển khai nhiều giải pháp trong việc nâng cao chất lượng mũ, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện nay. Đến nay, trên địa bàn huyện Sa Thầy có trên 13.300 ha cao su, trong đó có hơn 10.000 ha cao su đưa vào khai thác huyện có hai nhà máy thu mua, sơ chế mổ cao su hoạt động và hàng trăm tiểu thương tổ chức thu mua nhỏ lẻ tại các xã thị trấn giúp người nông dân thuận lợi trong quá trình tiêu thụ sản phẩm. Dự kiến đến cuối năm 2023, sản lượng ước đạt trên 17.300 tấn mổ tươi vượt kế hoạch đề ra. Thời gian qua, các công ty doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức tuyển dụng, đào tạo, nâng cao tay nghề cạo mổ cho công nhân, kỹ thuật viên cạo mổ trước mùa cạo mổ cao su xây dựng kế hoạch triển khai kiểm kê phân loại vườn cây đảm bảo các vườn cây đủ tiêu chuẩn trước khi đưa vào khai thác đồng thời huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong đó có nghề cạo mổ cao su để giúp các hộ dân nâng cao trình độ sản xuất